Vâng, thưa các anh chị, bên này thì Tuấn chia sẻ là cái tư duy 7 đúng, cái cột này là tư duy 7 đúng. Bên này là các cái lộ trình phải thực hiện. Và bên này là vai trò của cha mẹ cùng với con để thực hiện. À, nó có 3 cột nhé. Tư duy 7 đúng, 2 là lộ trình thực hiện và 3 là vai trò của cha mẹ. Tuấn sẽ hình dung, Tuấn sẽ chia sẻ với anh chị thế này. Đầu tiên phải dạy cho con sống đúng ước mơ đã. Mà muốn xác định sống đúng ước mơ được thì mình phải xây dựng hình ảnh thành công cho con trong tương lai. Mà để xây dựng hành động mà cái hình ảnh thành công cho con trong tương lai thì nó rất là khó xây dựng. Nói nó rất là khó. Vì vậy chỉ có một cái hình tượng để cho mình xây dựng thôi. Vì vậy là cha mẹ phải xây dựng ước mơ cho con bằng cách là chọn cho con những hình ảnh mẫu, những cái mẫu người thành công mà cha mẹ xác định mà con thích và thường xuyên cho con gặp xem thông tin. Tôi lấy ví dụ ở đây là nó không thể nói là nó có bao nhiêu tiền thì con cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Tất cả những thứ đấy trẻ con nó không thể hình dung được. Mà tôi lấy ví dụ như là cho nó gặp bác Tuấn, xong nó xem thông tin của bác Tuấn, nó bảo con thích được như bác Tuấn. À, ít nhất là nó cũng make cho mình một hình ảnh mẫu. Hay là nó xem một bác chủ tịch tỉnh thì nó bảo là con thích được như bác ấy, con muốn được làm có một cái cuộc sống như bác ấy. Hay là nó nhìn một bác doanh nhân khác thì nó bảo con thấy là con thích sở hữu một nhà máy và con có muốn có một cái muốn giúp cho rất nhiều người có công việc và tất nhiên con cũng có tiền và trao đi giá trị. Tức là nó cần có một cái hình mẫu nào đó để nó bám theo. Và cụ thể như là Tuấn theo đạo Phật chẳng hạn thì Tuấn có cái hình mẫu của ông Phật để Tuấn bám theo. Tất nhiên là mình không làm được như ông Phật 100% nhưng mình sẽ có lộ trình để làm. Đấy, làm hết kiếp này không được kiếp sau. Đấy, làm dần. Ví dụ thế, hay là những người họ theo đạo Thiên Chúa chẳng hạn thì có hình tượng Chúa Giêsu để họ bám theo. Như vậy là phải xây dựng cho con một cái hình ảnh mẫu để con nó bám theo. Và đây chính là hình ảnh. Và muốn xây dựng được hình ảnh mẫu xong thì như vậy tôi gọi là sống đúng ước mơ. Nhưng mà để thực thi được ước mơ này thì anh phải làm đúng vị trí. Ví dụ vị trí làm việc để thỏa mãn cái hình ảnh đã xây dựng là vị trí tổng giám đốc hay vị trí gì ạ? Vị trí làm việc nào đó chứ. Chứ còn đừng, nếu mà có được ước mơ mà lại không có cái vị trí làm việc để thực thi cái ước mơ đấy thì nó không xảy ra. Đấy, xong được cái này thì muốn làm được vị trí mà vị trí tổng giám đốc chẳng hạn thì phải học đúng gì ạ? Học đúng kỹ năng. Vậy thì mình phải liệt kê những cái kỹ năng này ra. Nhưng mà nếu mà cha mẹ là người không làm ở vị trí đấy làm sao mà liệt kê được? Vậy thì bằng cách là gì ạ? Dẫn con đi gặp người thành công để hỏi về các kỹ năng cần phải học tập và rèn luyện để trải nghiệm. Chỉ còn cách đó thôi. Còn nếu mà cha mẹ mà gì ạ? Không thành công mà lại nhồi cho con cái kỹ năng cần phải học vào là lại chết, lại sống y như cha mẹ. Còn nếu cha mẹ thành công thì tốt quá, liệt kê ra một phát là xong. À, và như vậy con nó hiểu nó cần bổ sung vitamin gì thì mới lên được vị trí này. Chứ không phải là con thì thích làm tổng giám đốc, nhưng con mới hỏi con là vậy thì theo con là tổng giám đốc cần những kỹ năng gì? Nó bảo cái này con không biết. Vậy thì việc của mình là gì ạ? Phải làm cho con biết bằng cách là bố không biết thì bố với con cùng đi hỏi. Mà bố biết thì bố phải liệt kê cho con. Thì hiện nay mình không làm việc này. Cho nên trẻ con nó rất ngáo ước mơ. Tức là cứ vẽ ước mơ ra nhưng hỏi đi đến bằng cách nào thì không có. Chỉ muốn tiến thành công phải có niềm tin. Vì giống đa cấp rồi còn gì nữa. Đấy, cho nên bắt buộc phải gì ạ? Phải xây dựng hệ thống cái kỹ năng các con nó cần học tập là cái gì. Mà mình không biết thì mình phải dẫn con đi gặp người thành công. Còn mình biết thì tốt quá rồi. Rồi là gì ạ? Vào đúng doanh nghiệp. À vậy thì muốn rèn luyện được những cái kỹ năng này thì mình phải có cái môi trường doanh nghiệp họ mới huấn luyện cho mình, hoặc là mình trải nghiệm thì mình mới học được hết các kỹ năng này. Vậy thì mình phải xác định cái loại hình doanh nghiệp cho con làm việc. Ví dụ muốn làm chủ tịch tỉnh thì bắt buộc là con nó phải học một cái ngành gì đó mà đi vào cơ quan nhà nước được chứ. Ví dụ ít nhất là công tác bên đoàn hay là công tác bên xã được. Hay là công tác ở huyện được, bắt đầu từ vị trí gì đấy, chuyên viên chẳng hạn. Nhưng mà nếu xác định con là làm tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân thì bắt buộc phải gì ạ? Phải vào những cái tập đoàn lớn và những cái doanh nghiệp tư nhân để ở đó họ dạy cho mình. Và mất 5, 10 năm thì mình có đủ cái năng lực để làm vị trí tổng giám đốc. Thì mình mở riêng hoặc là gì ạ? Làm tổng giám đốc thuê. Tôi lấy ví dụ như thế. Đấy. Xong rồi gì ạ? Rồi chọn đúng nghề. Và muốn họ cho mình vào doanh nghiệp này thì mình phải chọn gì? Chọn đúng nghề. Vậy thì cái vai trò xác định loại hình doanh nghiệp này là đấy. Hãy hỏi người thành công xem mình cần làm loại hình doanh nghiệp nào. Thì mới có cơ hội đi đến vị trí đấy được.
Ví dụ ông muốn làm tổng giám đốc công ty tư nhân mà bây giờ ông lại chui vào ông làm ở sở thông tin truyền thông chẳng hạn thì bao giờ ông phải làm được, nó bị lệch. Nhưng nếu ông xác định là ông làm giám đốc sở thông tin truyền thông thì ông phải học một cái nghề truyền thông trong đấy, cái nghề trong cái sở ban ngành đấy họ tuyển, thì bắt đầu ông mới chui được vào đấy chứ. Và đầu tiên làm nhân viên thì sau phải làm giám đốc sở đấy chứ. Nó phải vậy chứ. Tất nhiên từ cái việc lý thuyết đến thực hành nó còn rất xa, nhưng ít nhất là mình phải xây cho mình một con đường, phải có con đường thì mới đi được chứ. Còn đi đến hay không là do nỗ lực của mình nữa. Còn nếu không có con đường thì vĩnh cửu không đi đến được. Đấy. Thì như vậy là xong. Sau đó là với học đúng môi trường, là xác định cái trường nào mà dạy cho con có cái nghề để vào được cái cơ quan đấy. Rồi sau đó là gì ạ? Phải học đúng cái môn học giỏi cái môn đấy để đi vào cái trường này. Thì họ mới cho tuyển đầu vào chứ. Thì như vậy toàn bộ cái lộ trình ở đây là đối với hoạch định cha mẹ và con cái hoạch định lộ trình thực hiện thì phải hoạch định từ trên xuống dưới, đi từ tương lai về gần, về gần, về gần và về tới hiện tại. Nhưng mà khi thực hiện thì lại gì ạ? Thực hiện thì lại đi từ dưới lên trên, đi từ hiện tại xong từng bước, bước từng bước một đi đến tương lai. Cho nên cái phần này Tuấn ghi là gì ạ? Cái này là hoạch định từng bước từ trên xuống dưới đối với gì ạ? Luồng tư duy. Nhưng mà đối với luồng hành động thì lại thực hiện từng bước từ dưới lên trên. Đấy, để cha mẹ hình dung. Vậy thì cha mẹ với con cái cùng làm cái việc này và thảo luận để xây dựng bản đồ này. Còn đi làm thì làm từ dưới lên trên. Vậy cụ thể cái công cụ để thảo luận nó nằm ở đâu? Thì chúng ta sang cái tiếp theo. Đâu cái công cụ thảo luận đâu nhỉ? Đấy. Đó là cái này luôn đúng không? Đấy. Vậy thì cha mẹ sẽ thảo luận không? Nó ở bài cuối cùng. Đấy. Thì cha mẹ phải về với xác định từng việc. Đây tôi xác định rõ cái vai trò từng cái hành động của cha mẹ. Một là làm cái gì, hai là làm cái gì đây. Thì cha mẹ cùng làm với con. Vậy thì chúng ta phải coi đến một dự án hết sức nghiêm túc. Nhưng tại sao các anh chị không coi đến là dự án nghiêm túc? Vì các anh nghĩ rằng là thời gian còn nhiều. Cái việc mà đi họp công ty quan trọng hơn là việc ngồi với bàn với con. Cái việc mà đi làm mỗi ngày quan trọng hơn là ngồi bàn với con. Việc đi nhậu với bạn bè quan trọng hơn cái việc ngồi bàn với con mỗi tối. Vì dự án kia nó quan trọng hơn. Nhưng thưa các anh chị, nhưng mà chúng ta vẫn thường nói với nhau lại nói với nhau kiểu gì? Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Mình đâu có định hướng, mình đâu có trông, mình đâu có phát triển. Thế thì chẳng qua là mình nói mồm, chứ vậy là tâm nằm trên mồm, đâu phải tâm nằm trên hành. Đấy. Thế thì như vậy đây là cái bản đồ phát triển sự nghiệp cho con. Thưa các anh chị, như vậy các anh chị đào cái này về. Và bên này tôi làm rõ từng cái bước một này. Đấy, đối với cha mẹ này, một là xây dựng ước mơ cho con, là chọn cho con hình ảnh mẫu. Vậy thì mẫu người thành công mà cha mẹ xác định con thích và thường xuyên cho con gặp hoặc xem. Mình không gặp được thì mình xem. Rồi gì ạ? Chủ tịch tổng giám đốc, tức là xác định vị trí con sẽ làm việc chủ tịch tổng giám đốc hay một vị trí làm việc nào đó. Rồi nếu xác định được vị trí này thì dẫn con đi gặp người thành công để hỏi về các kỹ năng cần phải học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Có thể một người họ nói không hết thì nhiều người. Rồi xong hãy hỏi người thành công là để xác định loại hình doanh nghiệp nào thì có cơ hội sẽ rèn luyện được những kỹ năng này và lên được vị trí này. Và cuối cùng học nghề gì. Và muốn học nghề đấy thì phải chọn được trường nghề. Mà chọn xong trường nghề thì phải học cái môi trường huấn luyện nào để thi tuyển được đầu vào. Như vậy chúng ta mới thấy xác định là nếu đi từ dưới lên trên là giỏi đúng môn học để vào đúng trường. Vào đúng trường thì sẽ gì ạ? Vào đúng trường thì bắt đầu là vào đúng cái môi trường mà rèn được cái môn học này. Thì bắt đầu là gì ạ? Chúng ta chọn được đúng nghề. Mà chọn được đúng nghề mà làm được việc thì chúng ta vào được đúng doanh nghiệp. Vào được đúng doanh nghiệp thì lại có môi trường để rèn luyện kỹ năng cho mình. Cho nên mình học đúng kỹ năng thì mình sẽ làm đúng vị trí và sống đúng ước mơ. Vậy hoạch định đi từ trên xuống dưới, còn thực hiện là đi từ dưới lên trên. Thưa các anh chị bám ở đây để cùng thảo luận với con nhá. Vâng, thì mời các anh chị qua cái bài tiếp theo.